chuyên trang theo dõi các thông tin liên quan đến quân sự của các quốc gia trên thế giới, Global Firepower, đã công bố bảng xếp hạng quân sự của 145 quốc gia, trong đó Nga được xếp hạng là một trong ba cường quốc quân sự. Vì thế, khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đã nhiều lần trình làng những vũ khí mang tính hiện đại và khiến đối phương nhiều phen hoảng hốt vì hỏa lực của những loại vũ khí đó. Đáng chú ý, xung đột Nga-Ukraine có dấu hiệu lan rộng ra vùng Biển Đen khi nhiều tháng qua, Ukraine đã nhắm và tấn công vào nhiều tàu của Nga ở vùng biển này. Trước tình hình này, Nga đã thực hiện một cuộc đại trùng tu, có lẽ phần nào khiến Ukraine cũng phải dè chừng. Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Lá chắn phòng không Pan-Shimmer có gì? Ông Oleg Ryazantsev, giám đốc điều hành High Precision Systems thuộc tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga, tuyên bố Moscow đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không trên tàu hải quân Pan-Shimmer trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Vậy lá chắn phòng không này có gì đặc biệt và liệu nó có giúp ích gì cho Nga trước những đòn tập kích bằng UAV của Ukraine? Ông Ryazantsev tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Zvezda của Nga rằng hệ thống Pan-Shimmer đã bắn rơi tên lửa Storm Shadow khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu. Nói cách khác, Nga đã lần đầu tiên sử dụng thành công hệ thống Pan-Shimmer. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Vị quan chức này cho biết tên lửa hành trình tàng hình Storm Shadow là một trong nhiều loại vũ khí đang được lực lượng Ukraine sử dụng và Pan-Shimmer được thiết kế đặc biệt để đối phó với mối đe dọa này. Ông Ryazantsev không nói rõ chi tiết vụ việc, thời điểm bắn hạ tên lửa Storm Shadow hay tàu chiến Nga nào có liên quan. Tuy nhiên, theo các nguồn tin mở, tàu The Cyclone hiện là tàu duy nhất trong hạm đội Biển Đen của Nga được trang bị Pan-Shimmer. Năm 2020, tàu Odinsovo đã trở thành tàu chiến đầu tiên của Hải quân Nga nhận trang bị hệ thống phòng không mới này. Pan-Shimmer là biến thể hải quân của Pan-Shimmer trên mặt đất, loạt hệ thống tên lửa đất đối không và pháo phòng không tự hành kết hợp. Pan-Shimmer hoạt động theo nguyên tắc giống với Pan-Shimmer nhưng được thiết kế nhằm tối ưu hóa các điều kiện hải quân và nhằm mục đích đối phó với các mối đe dọa trên biển. Hệ thống này chính thức được phân loại là hệ thống vũ khí tầm gần CIVS, được thiết kế để tiêu diệt tên lửa, máy bay không người lái, máy bay và các loại đạn khác của đối phương khi tiếp cận trong phạm vi 20 km ở độ cao lên tới 15 km từ tàu chiến. Pan-Shimmer được trang bị 8 tên lửa SAM GMESKA, HMESKA phẩy ở hai bên của hệ thống, bao gồm hệ thống điều khiển phức hợp tích hợp, thiết bị truyền thông và truyền dữ liệu. Hệ thống này cũng được trang bị vũ khí phụ là hai pháo xoay AO-18KD 30x165mm có tầm bắn tới 5 km và tốc độ bắn lên tới 10.000 phát một phút. AO-18KD là biến thể của pháo tự động phòng không 6K30 GSH do Liên Xô chế tạo đã được thử nghiệm và đưa vào sử dụng lần đầu giữa những năm 1960. Pan-Shimmer có thể tấn công đồng thời 4 mục tiêu và hiện là hệ thống phòng không hải quân duy nhất trên thế giới sử dụng mô đun chiến đấu kết hợp CIVS SAM và hệ thống điều khiển quang học radar bao gồm tìm kiếm mục tiêu tự động, khả năng lựa chọn và bắn trong một thiết bị duy nhất. Tổ hợp này có thời gian phản ứng từ 3 đến 5 giây và có thể bắn trúng mục tiêu bay với tốc độ lên tới 1.000 m trên giây. Radar mảng pha trên tàu có phạm vi phát hiện mục tiêu ước tính lên đến 75 km. Pan-Shimmer nặng khoảng 7.100 kg, bao gồm cả đạn dược, phù hợp để triển khai trên các tàu nhỏ và lớn. Hải quân Nga dự định trang bị Pan-Shimmer cho tất cả các tàu chiến mới, từ tàu hộ tống tên lửa đến tàu tuần dương, đồng thời nâng cấp hệ thống này cho các tàu hiện có trong quá trình hiện đại hóa. Dần dần, Pan-Shimmer dự kiến sẽ thay thế tổ hợp pháo, tên lửa phòng không, Cockpit, hệ thống pháo tự động kết hợp của Liên Xô có súng quay AO-18K tương tự. Tính đến thời điểm hiện tại, con tàu duy nhất của hạm đội Biển Đen được trang bị tổ hợp Pan-Shimmer là tàu tên lửa cỡ nhỏ Cyclone thuộc đề án 22.800, tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh và Pháp cùng phát triển. Các mẫu khác nhau của hệ thống này có tầm bắn từ 250 km đến 560 km, mẫu viện trợ cho Ukraine có tầm bắn dưới 250 km, có khả năng tấn công chính xác và cũng có thể được thiết lập để kích nổ chậm. Tên lửa sử dụng đầu đạn nối tiếp Brach, hai đầu đạn ở phía trước và phía sau. Phía trước là đầu đạn xuyên giáp, theo kiểu nổ lõm, có sức công phá nhỏ, có nhiệm vụ mở lỗ trên bề mặt mục tiêu cứng. Còn phía sau là đầu đạn có sức nổ mạnh, có thể khoan thẳng vào phía sau mục tiêu và phát nổ.
Theo tuyên bố của quân đội Nga, lực lượng phòng không nước này từng rất nhiều lần bắn hạ tên lửa Storm Shadow của Ukraine. Drone FPV của Nga đã giúp thay đổi cục diện chiến trường như thế nào? Không chỉ hệ thống phòng không trên tàu hải quân Pantsimer, mà Nga vào đầu năm 2024 cũng đã khiến nhiều nước trên thế giới ngạc nhiên khi trình làng máy bay không người lái drone tự sát tiên tiến như Hortensia, Upi và Boomerang trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã báo trước sự thay đổi chiến lược tác chiến hiện đại của quân đội Nga. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Theo đài Sputnik Nga, việc Nga chế tạo drone góc nhìn thứ nhất FPV ban đầu chỉ được biết đến là những dự án cá nhân, song loại vũ khí này thực sự đã trở thành công cụ đáng gờm trong các hoạt động chiến đấu trên không, nghiên cứu, chụp ảnh, quay phim, lập bản đồ tác chiến, luôn đi đầu với những công nghệ tiên tiến. Quân đội Nga đã vận dụng khả năng của drone FPV và tích hợp chúng vào các hoạt động trinh sát và giám sát một cách hiệu quả. Giới quan sát lưu ý việc quân đội Nga tích hợp drone FPV đã thể hiện sự thay đổi chiến lược hướng tới chiến thuật tác chiến hiện đại hóa, nêu bật khả năng thu thập dữ liệu chiến trường theo thời gian thực, cải thiện nhận thức tình huống và lợi thế chiến thuật khi đang làm nhiệm vụ. Những chiếc drone này được trang bị camera độ phân giải cao và hệ thống định vị tiên tiến, cung cấp các phân tích sâu sắc cho phép quân đội quan sát và quét các cảnh quan rộng lớn một cách hiệu quả. Khi Nga tăng cường nâng cao năng lực của drone, công nghệ cải tiến từ những chiếc drone FPV cấp quân sự này đã mang lại những thành công to lớn trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Giới chuyên gia đã đánh giá các thuộc tính độc đáo, khả năng hoạt động và cải tiến của drone FPV của Nga, đặc biệt là những loại do quân đội Nga phát triển. Trước chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022, Nga vẫn đang trong quá trình khám phá công nghệ FPV. Dù đã trình làng một số mẫu drone tiên tiến như Grom, Okhotnik và Olan 10, song việc triển khai hàng loạt vẫn chưa được thực hiện cho đến khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, đẩy nhanh bước tiến của Moscow. Trong khi các công ty lớn và văn phòng thiết kế đóng vai trò quan trọng vào tiến trình đổi mới các mẫu drone FPV ở Nga, những nhà phát minh đam mê drone tại nước này đã tiên phong trong các dự án drone tự sát, thường là tại các gara tạm bợ. Đáng chú ý, nhiều cải tiến đã được đưa vào thử nghiệm thực tế ngay lập tức trong môi trường chiến đấu. Chúng sẽ được đánh giá tính hiệu quả hoặc được trả lại để sửa đổi dựa trên yêu cầu sử dụng của quân đội. Việc quân đội Nga triển khai drone FPV trên tiền tuyến thể hiện khả năng phục hồi và thích ứng của drone trong các hệ thống hiện đại về mặt kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt về mặt nhân sự, mang lại lợi thế chiến lược trong các tình huống chiến đấu tích cực. Một đặc điểm đáng chú ý chính là hiệu quả ấn tượng của nhà sản xuất các hệ thống vũ khí này. Họ có thể sản xuất hàng trăm chiếc UAV hàng ngày bằng cách sử dụng công nghệ in 3D như UPI. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược, nêu bật kết quả triển khai các dự án quốc gia mới vào năm 2024 sau khi hoàn thành các dự án hiện tại. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, dự án quốc gia phát triển UAS, hệ thống máy bay không người lái sẽ được triển khai tại Nga. Ngoài ra, dự án quốc gia mới mang tên phát triển phương tiện không người lái cũng sẽ được khởi động trong năm nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, ông Dmitry Chernyshenko, đã nêu bật những sáng kiến này. Ông tuyên bố mục tiêu chính của dự án này là thiết lập chủ quyền công nghệ ở Liên bang Nga trong lĩnh vực phát triển UAV. Dự án này có kế hoạch phân bổ khoảng 11,2 tỷ USD, bao gồm 5 hợp phần liên bang, kích thích nhu cầu về UAS trong nước, đào tạo nhân lực về công nghệ drone, thúc đẩy công nghệ tiên tiến, phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn và thiết lập hệ thống chứng nhận chuyên dụng cho máy bay không người lái. Hơn nữa, dự án nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển, tiêu chuẩn hóa và sản xuất hàng loạt drone và các linh kiện của loại vũ khí này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!